Thì tránh cho bà trà bà chồng làm dâu mình lại ha. Bà vợ chồng bà kêu hoài là bà có với tôi đó ha. Ừ, đang ngủ mà bà kêu hoài bà có với tôi à. Rồi, nó nấu cơm sao? Nó nấu cơm, mày nấu. Cơm, mẹ cậu nấu. Cô ăn dâu. Ai dọn cơm? Ai dọn cơm cho anh? Ai nấu cơm? Ai dọn cơm? Mẹ cậu. Ai rửa chén? Mẹ rửa. Ai giặt đồ? Mẹ chồng rửa. Rồi dâu làm gì? Dâu làm gì? Dâu chim dâu làm gì? Ngủ. Ôi ơi. Dâu này đã. Dâu này chua dữ à. Dâu này chua có mùa. Về luôn ha, theo chồng về luôn ha. Dạ có buồn phiền gì ai không cho nên mới đi về chứ. Con câu tâm không đủ. Thì là mình không có buồn phiền ai hết trơn ha. Mẹ nói mà. Ăn không? Nhà thay mà. Nói không mà. Vậy là nói với chị nuôi rồi ha, là chị nuôi cũng đồng ý ha. Rồi. Hiện tại là bây giờ là chị nuôi về bên kia rồi hả? Có cái quà lặn bây giờ mẹ. Mẹ không. Rồi. Mẹ. Lấy gì nữa có đăng lên mạng không á? Thích nha, đây là chim sâu tặng cho bà chú thích nha. Lên mạng đính chính nha. Hả? Chim sâu chuẩn bị dọn đồ đi về chỗ thì tặng cho người một món luôn, tặng xúc xích luôn. Tặng xúc xích luôn. Để đây nè, cầm giùm nha, cầm giùm nha. Bây giờ. Cầm giùm. Không có lấy giùm luôn. Cầm giùm nha. Có không được nha. Vậy. Không lấy cầm có không được đó. Thì chốt được à? Từ chối không có được. Là bắt buộc phải lấy không? Ở đây đây chờ lại. Cảm ơn nha. Không có lên clip nói nha. Cô biết bằng Thảo giúp đỡ tôi mà. Ờ, biết mà. Quay lại. Ô Phật à. Quay lại. Rồi con mà cái này về chảnh luôn hả vậy? Nó đâu bỏ. Vậy hả? Ừ. Thì đó là lại không? Thôi bỏ đi. Tiền không nha. Rồi, có nhiêu tiền chứ hả? Trả không? Trả 200 đi. Này là mình gom những cái đồ này là của ai? Của bà con ở nước ngoài cho. Vậy hả? Vậy đó hả? Tôi cho đó, tiền về đó, rồi cái hà mua giùm đó. Vậy đó hả? Đây là cái của Mạnh Thường Quân ta cho mình đem về ha. Ông Báo. Cho Báo luôn hả? Báo, quý Báo. Rồi, còn cái vấn đề tiền bạc đó, của chim sâu với mẹ Hà đó thì cái đó là để nữa mà gặp mẹ Hà đó thì mình trực tiếp mình nói chuyện với nhau nó dễ ha. Nhiều khi mình nói không đúng á, mất công tội nghiệp, nhiều khi mẹ cũng thương chim sâu á. À, mình có luôn rồi. Hả? Mình có cho nó. Có gì? Có gì, hồi nãy mình nói clip đó. Clip mà cái tiền công trả đó. Không mà tức là giữ chứ không phải thiếu, hiểu không? Giữ đó cho chim sâu. Giữ cho chim sâu. Con bệnh hoạn thì mau mà cả cô bác sĩ. Vậy là bây giờ trong mình của chim sâu không khỏe phải không? Không khỏe. Không lấy số tiền đó về đi bệnh viện phải không? Thì không cứu. Làm vốn bán số vậy. Không phải. Ừ. Thì nữa có gì gặp mẹ Hà thì có gì nói gì đó. Nói vậy đó. Nữa gì ta gặp đó, ta nói vậy đó rồi ta lấy rồi ta làm vốn hoặc là ta đi khám bệnh gì đó. Tại vì bây giờ nói với mẹ bây giờ là con về ở đây là con đi về chảnh luôn chứ con không có ở đây nữa. Ở đây có là làm được cái gì? Ở đây không làm được chứ ha. Giờ từ lúc không, mà đi xuống đây là không có làm được chứ. Không có làm được, nó không được. Vậy đó hả? Sao mà lúc trước biết ở đây ở trong này là không có làm ăn gì được mà sao vẫn đi? Lúc đó chắc buồn rồi. Tại bị mai cho đó. Bị mai cho hả? Ai cho mình lấy gì đó chứ ý mình không muốn phải không? Bây giờ con mày gái đó. Nè hả? Nó nói đó. Thì cô bé bụng mà gì đó hả? Rồi bé bụng rồi bây giờ bé bụng đi về chảnh ở dưới bà chồng rồi nhà đây cho ai? Bây giờ nói 6 giờ, ngủ thì tôi 6 giờ mất rồi, 6 giờ mất đó. Và bây giờ về chảnh ở nhà này để cho ai nè? Có bà ba. Bà ba nào? Bà ba bán cứu. Cho bà ở hả? Em với bà ba. Còn đồ của Mạnh Thường Quân cho mình là mình dọn về hết phải không? Rồi bà chồng ở chảnh bà chịu chưa? Bà chịu chưa cái phụng về chảnh chưa? Cho rồi phải không? Sao nữa lúc trước nghe nói đi luôn dặn bà chồng gì sao giờ trở về? Nói đi luôn mà. Sao nói đi luôn mà sao bây giờ trở về? Tại không việc làm. Không việc làm hả? Không việc làm. Rồi về chảnh làm gì? Con khố, sống qua ngày, giống ngày xưa.
Thị trấn cho bà chồng nuôi nuôi lợn nuôi phải không? Nấu cơm giặt đồ cho Kim Phụng nuôi phải không? Ồ, đã ta. Thị trấn cho bà chà bà chồng làm dâu mình đã ha. Thị trấn cho bà chồng làm dâu tôi lại chứ. Chị đại mà. Ở cả nó bà con nó bút chơi. Ừ. Bà con bên chồng mà bà con bên vợ luôn ha, nó dễ ha. Ở dưới nhà ừ. Có cả với ông Lâm mà. Cả kiên vậy đó hả? Ở dưới này có không? Từ xuống đây có không? Vậy hả? Vậy là xuống đây là không có cái gì hết trơn ha. Ở trên còn lãnh hàng tháng phải không? Ừ. Có 54 rồi. Ừ. Rồi ở dưới đây rồi hàng tháng có gì chảnh lãnh tiền không? Có, 5 triệu. 5 triệu luôn hả? Có lãnh 2 tháng thôi. Thôi bây giờ nữa, thôi bây giờ là tôi dẫn ông bà về lãnh tiền 3 triệu. Kiểu cảm ơn nhiều. Rồi đợt đó nó nghe cự cãi gì bà chồng đó rồi bà chấp nhận cho về luôn hả? Thì không đó nghe. Có điện qua chưa? Có điện qua chưa? Đâu không mua mẻ thằng sao? Vô nhà nói rồi luôn hả? Qua vô nhà nói rồi luôn hả? Ờ, nói rồi giờ ông quay tôi clip mà còn gì nữa. Vậy hả? Ông qua không có vui nữa này. Không có vui đó ba. Bà nhà chồng không có vui đó. Ờ, nó hồi lấy hình cưới là khen cơ ông qua fan cái này. Có đám cưới rồi nè, phải đám cưới nè. Nó nói chỉ chụp hình thôi chứ đâu. Thôi chứ đám cưới đâu mà đám cưới. Ai cưới gả gì đây? Đó, có mà. Vậy đem tấm hình đó đem chảnh treo trước cửa nhà luôn hay sao? Treo phòng ha, chứ không treo trước cửa nhà. Phòng mới cho rồi. Giờ chảnh ngủ đâu thì xuống ra cầu ăn long ngủ nữa hả? Ngủ có mà các bạn là cái giường đó. Giường nhà luôn ha. Thì đủ luôn. Ngủ tới 9-10 giờ rồi chồng có chịu rồi kìa. Đó giờ. Không được, em ngủ cáo cự rồi mà. Nói nhỏ chưa? Cáo rồi. Chắc không? Cắt rồi. Trời ơi, chắc được 3 bữa quá. Bữa đầu tiên quá. Bữa đầu 6 giờ sáng, bữa sau 7 giờ sáng, bữa sau 6 giờ tối. À, phải không à? 7 giờ sáng không kêu. Vậy hả? Không kêu. Ê, chồng hỏi coi, lỡ ngủ tới 10 giờ rồi bà vợ chồng ở vô mới kêu rồi sao? Không. Nói sao, trả lời sao? Nè nè, con bây giờ con mệt quá, con nghỉ đi. Con bị nhức cóc. Yếu thằng cóc rồi. Chứ bà vợ chồng bà kêu hoài là bà có với tôi hả? Bà có, cậu vậy. Ừ, đang ngủ mà bà kêu hoài bà có chứ tôi à. Rồi, nó nấu cơm sao? Nấu cơm ai nấu? Có, mẹ cọc nấu. Nó ăn dâu. Ai dọn cơm? Ai dọn cơm cho ăn? Ai nấu cơm? Ai dọn cơm? Mẹ cọc. Ai rửa chén? Mẹ rửa. Ai làm đồ? Mẹ chồng rửa. Rồi dâu làm gì? Dâu làm gì? Dâu chim sâu làm gì? Ngủ. Dâu này chua có mùa nào ngọt không dâu hả? Có khi nào ngọt không? Rồi dâu này chua ơi cháu ơi sao hỏi thiệt nè, có ngán bà vợ chồng không? Có ngán bà vợ chồng không? Có ngán bà không? Quýnh bà luôn. Trời trời đất ơi, dạ không nói vậy ha, 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 có gì hả? Có ai quay phát tao rồi vậy hả? Có những cái clip là lời xấu bà luôn hả? Xấu bà luôn. Ừ. Xấu bà chồng luôn. Cám ơn. Bà cãi cãi bà cãi quá cãi bà cãi bà bảo kiểu mẹ bà bao rồi bà ở đây. Trời trời, ủa bà luôn hả? Bà chưa nổi nghe cái bà tưởng tới vậy. Cô. 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 Cô